Xin chào mọi người, mình là Lisa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Lose Control trên TikTok nha. Về cấu trúc của bài thì mình sẽ chia bài thành hai đoạn như sau. Với đoạn đầu tiên cùng nhảy qua một lần nhé. 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người biết về động tác mở này. Đầu tiên chân rộng qua và từ phải lái ra nhé. Tay trái rút đặt từ phía vai phải tương tự. Rồi bây giờ mọi người kéo ra hai tay ngang về phía như này, ngang về từ lái nhé, như này. Rồi kéo ngang về đúng không? Động tác đầu tiên khi mọi người tay chéo thì mọi người quay đầu lại mình. Đúng rồi, khi kéo tay ngang khi kéo hai tay ngang ra thì tay đầu lên thẳng phía trước. Thử lại, kéo ngang ra. Tiếp theo tay trái ở trước, tay ở cái phần miệng ấy, tay ở phần miệng. Tiếp theo tay phải ra phía sau. Rồi bây giờ hai tay đưa lên cao và đổi chỗ với nhau. Thử lại nhé. Xoay và kéo ra tay, đặt và lên cao. Rồi. Tiếp theo các bạn người đang chéo vào phía ngực của mình từ trên này, rồi kéo xuống, dừng ở đây, nhanh nhá, thấp, nhanh này, chéo xuống. Tiếp theo chỉ ngón trỏ lên, ngón trỏ chỉ thẳng lên, chỉ thẳng lên. Và sau đó mình hạ thấp người xuống, đẩy đồng thời đẩy hai tay lên cao. Thử lại này, những người đẩy tay lên cao. Đầu người thì kéo tay ngang, đặt lên cao, đổ, chéo, thấp xuống, phải thì trước, trái, nhún, để tay về ban đầu. Tiếp theo này, tay phải người làm hình điện, làm động tác thì khoảng khô mình, hoặc sợ đưa về cái tay. Rồi, tay trái nó có thể buông lỏng, mọi người đặt vào hông của mình nhá. Chỉ lên. Để ra đầu và khuôn. Đúng không? Khi mọi người đặt các khuôn như này thì chân vừa đứng tự in đúng không? Khi mọi người làm các khuôn thì mọi người đặt cái chân chủ chân phải, thu chân trái lên mình đưa này, kèm khuôn. Bây giờ mọi người thử kết hợp từ đầu thì kết hợp được nha. Chéo, đầu sẵn phải, đi nào, đầu lên, thước tay ngang, đặt, lên, đổ, chéo ra, chỉ, về, kèm, khôn. Tạm lần nhanh hơn này, 5, 6, 7, 8, chéo, ngang, đặt, đổ, cao. Kéo ra, chỉ, đứng, về, kèm, khôn. Bây giờ mình kết hợp lại với mình nhé. 5, 6, 7, 8. ngang 5, 6, 7, tay phải, trái kèm phải, phải, trái, phải, trái kèm trái. Khi các bạn mở đầu của bên nào thì mình mở đầu bên phải trước này, kéo đầu một lần thôi. Đến lần thứ hai thì các bạn làm nút cho mình 2 lần cái bên đầu tiên. Ok mọi người. Dừng, tay phải và cúi. Thử một lần nữa chậm này, quay, nhấc, cúi, nhấc, về, đổ chân, cúi, về chân và cúi và vừa rồi thì mình cùng các bạn đã cùng nhau tập xong bài Lose Control trên TikTok rồi, thì mình hy vọng là các bạn có thể hoàn thành sớm được bài này. Và có những thắc mắc hay là có vấn đề động tác mà khó thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha.